Tại sao phải đầu tư vào bất động sản năm 2022? Và chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Xuân Bình. Và trong video ngày hôm nay tôi rất muốn chia sẻ với bạn một điều tuyệt vời trong lĩnh vực về bất động sản. Đó chúng ta tìm ra lý do Tại sao phải đầu tư vào bất động sản? Và bạn sẽ tự hỏi rằng chúng ta nên đầu tư vào đâu? Có rất là nhiều các kênh đầu tư khác nhau Và mọi người thường thấy rằng sẽ có những rủi ro về mất tiền thì sẽ như thế nào? Và tại sao mọi người lại đổ xô vào bất động sản? trong video này Bạn sẽ tìm được câu hỏi và câu trả lời trong video này Hãy nhớ rằng bạn hãy khám phá video này ngay bây giờ Để có thể biết được 6 lý do mà chúng ta sẽ đầu tư bất động sản của năm 2022 Và hãy cùng ghi xuống lý do đầu tiên Đó là tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền Tiền phải kiếm ở nơi có nhiều tiền Bất động sản là một trong những điều vô cùng tuyệt vời Tại sao ạ? bởi vì chúng ta biết được rằng là có một chiến lược tôi được thấy và học rằng đó là Chúng ta sẽ bán sản phẩm có giá trị lớn, có số lượng lớn hoặc cả hai và bất động sản là một trong những sản phẩm có giá trị lớn. Chúng ta sẽ khi quyết định việc vào đầu tư một giá trị tài sản lớn từ vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng. Nơi đây sẽ tạo ra được những chênh lệch về lợi nhuận cũng rất lớn. Đó là lý do đầu tiên mà vô cùng quan trọng để chúng ta đầu tư bất động sản. vài ghi xuống lý do số 2, đó là 90% những người giàu đều liên quan đến bất động sản. 90% những người giàu liên quan đến bất động sản Chúng ta thấy rằng 90% này có hai hình thức để chúng ta sẽ đầu tư về lĩnh vực bất động sản. Đó là gì? Một, đó chúng ta đầu tư trực tiếp bất động sản và trở nên giàu có. Thứ hai, đó chúng ta sẽ kinh doanh thành công ở một lĩnh vực nào đó và sau đó thì chúng ta sẽ đầu tư bất động sản và trở nên giàu có gấp rất nhiều lần. Đó chính là lý do số 2 vô cùng tuyệt vời. Hãy ghi xuống lý do số 3 đó là OPM as the people money. Đó chúng ta sử dụng tiền của người khác you okay. Sử dụng tiền của người khác là một trong những đòn bẩy vô cùng tuyệt vời ở trong việc đầu tư bất động sản. Chúng ta thấy rằng giả sử như bạn có một bất động sản giá trị là 1 tỷ đồng thì bạn không cần phải có 1 tỷ này mà chỉ cần có 30% thôi. Số tiền còn lại bạn có thể vay ngân hàng. Và sau khi bạn hoàn thành giao dịch này bạn đã có được bất động sản của bạn và lúc này bạn có thể thế chấp và quay vòng vốn một cách vô cùng tuyệt vời. As the people money sử dụng tiền của người khác đó chính là một trong những điều tuyệt vời, một đòn bẩy để khiến chúng ta và bước vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. Hãy ghi xuống lý do số 4, đó là tốc độ mất giá của đồng tiền. Tốc độ mất giá của đồng tiền. Một trong những điều rất là quan trọng để chúng ta à thực hiện đầu tư bất động sản đó là gì? Nhiều người hiện nay nắm giữ quá là nhiều tiền mặt và không đầu tư bạn có thể sinh sôi số tiền đó ra rất nhiều tiền nếu như bạn có kiến thức đúng. Trong kênh video này tôi sẽ chia sẻ rất nhiều những kiến thức về việc chúng ta đầu tư bất động sản, làm thế nào để hiệu quả, những yếu tố nào tác động đến việc tăng giá của bất động sản, tính pháp lý, vị trí, thời điểm và làm thế nào để chúng ta xác định được giá của bất động sản tuyệt vời nhất. Bạn hãy xem trong video này, lý do số 4 mất giá chính là một điều quan trọng khiến chúng ta phải đầu tư vào bất động sản. Lý do số 5 đó chính là bất động sản là một trong những công cụ điển hình của tự do tài chính bạn hãy ghi xuống bất động sản là một công cụ điển hình của tự do tài chính có rất nhiều người thường có những khái niệm khác nhau về tự do tài chính nhưng với cá nhân tôi chia sẻ trong video này tự do tài chính có nghĩa là bạn tạo ra một dòng tiền lớn hơn chi phí bạn phải chi trả ở trong tháng đó của bạn trong thời gian của bạn xác định và bất động sản sẽ giúp cho bạn có rất nhiều người bạn của tôi họ đi thuê những bất động sản và cho thuê lại và họ đã có dòng thu nhập từ vài chục triệu đến vài rất nhiều tiền hơn mỗi tháng và hầu như không cần phải làm gì cả đó chính là một lý do quan trọng của lý do số 5 và lý do số 6 hãy ghi xuống cuối cùng đó là đăng nào thì bạn cũng sẽ liên quan tới bất động sản đăng nào bạn cũng sẽ liên quan tới bất động sản hãy ghi xuống đăng nào thì bạn cũng sẽ cần phải liên quan đến bất động sản bởi vì sao bạn cần đi mua thuê bất động sản để ở để kinh doanh hay đầu tư có một sự thật rằng là dù bạn có đang làm bất động sản hay không hay sớm thì muộn bạn cũng phải va chạm vào lĩnh vực này đầu tư bất động sản chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền và rất nhiều tiền cũng như thời gian trên con đường để đi đến thành công Chúc cho bạn sẽ có thật nhiều những lý do tuyệt vời hơn nữa để bước vào lĩnh vực đầu tư bất động sản. Tôi mong rằng nếu như bạn đang quan tâm đến những lĩnh vực về đầu tư bất động sản và mong muốn tìm kiếm một cơ hội đầu tư thì hãy liên hệ với tôi và kết nối tôi trong phần đường link của phần mô tả và liên hệ với tôi qua thông tin số điện thoại đang ghi trên màn hình của bạn. Và chúc cho bạn sẽ có những cơ hội đầu tư thật là tuyệt vời và thành công hơn nữa trên chặng đường của mình. Và nếu như bạn thấy video này hay thì hãy bấm vào nút like, nút chia sẻ, bấm hình quả chuông ở bên cạnh để ngay khi tôi phát video mới nhất thì bạn chính là người đầu tiên nhận được những thông tin hữu ích sớm nhất trần duy bình Xong xin chào rồi. và hẹn gặp lại